Thôi, mình chào mọi người. Thì hôm nay á, mình chia sẻ cho anh em á, làm cách nào á, để mà gắn cái chỗ thang này vô, cái củ góp này vô nha. Thì á, khi mà anh em tháo ra á, nếu như anh em á, quan sát á, thấy ở trên cái chỗ thang này nó sẽ có một cái có một cái lỗ khoan nè, nhỏ xíu nè. Thì để anh em chọt vô, anh em giữ lại. Còn nếu không, nếu mà cái chỗ thang của anh em mà nó không có mấy cái lỗ này nha. Đây nè, để mình lấy nét cho anh em coi. Đó, thấy không? Anh em thấy nó có cái lỗ nhỏ xíu cho đây không? Nếu như nó không có cái lỗ này thì anh em lấy cái tăm nhang á, hay tăm xỉ răng á, anh em chẻ ra, anh em nhét vô, xong anh em gài vô thì nhỏ. Thấy không? Anh em thấy không? Đó, làm như mình thì nhét đằng trước. Còn nếu như nó có cái lỗ, đây có cái lỗ nè, thì mình chọt vô cái lỗ. Mình muốn chọt vô cái lỗ thì kéo chỗ thang cho nó sâu xuống một tí. Đó, anh em thấy không? Anh em dàn dài ra nha. Xong cái anh em cắm cái này vô. Rồi anh em rút cái này ra. Nè, đó. Rút ra đó, bắt đầu nó bấu vô rồi đó. Nè, đó. Xong, vậy là xong rồi đó. Rồi, thôi chào, dạ xong rồi nha. Thôi chào mọi người nha.